sợ người ta, vì là thật ra không có gì hằng che giấu. Lời thầy đêm thâu sao sẽ nói ra ban ngày, điều nghe bên tai thì lên mái nhà truyền giao. Phàm là ai tuyên xưng danh ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên cha ta đây tuyên nhân người ấy. Người nào không tuyên xưng danh ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên cha ta đây trôi từ người ấy. Thầy nói anh em thôi đừng lo sợ người ta, mà là thật ra nên kính sợ mình Thiên Chúa. Vì rằng anh em luôn quý giá hơn chim trời, ngày đêm không ngơi hồng ân Chúa tặng chẳng vơi. Phàm là ai tuyên xưng danh ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên cha ta đây tuyên nhân người ấy. Người nào không tuyên xưng danh ta trước mặt thiên hạ, ngày sau bên cha ta đây trôi từ người ấy. Cha ta đây trôi từ người ấy.